Xin chào quý vị khán giả đang đến với kênh của Trần Thanh Trương. Hiện tại thì Thanh Trương đang có mặt tại sân bay Sân Đơn Nhất. Và bây giờ là lúc 2 giờ chiều ngày mùng 1. Thì đầu xuân năm mới thì Thanh Trương xin chúc cho tất cả quý vị khán giả dồi dào sức khỏe, một năm mới bình an. Có sức khỏe là có tất cả, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như là giọt cà phê. Chúc cho mọi người nhiều điều may mắn. Thì bây giờ thì Thanh Trương đã mua được vé máy bay và đang chuẩn bị đi về quý vị. Thì chưa năm nào mà về ngay mùng 1 Tết cả. Bình thường thì năm nào cũng vậy, phải là tầm 25-26 là đã về rồi. Nhưng mà năm nay nói chung là một năm vô cùng khó khăn và nó khá là éo le khắc nghiệt đối với Thanh Trương. Cho nên là Thanh Trương năm nay mới về mùng 1, nói chung là cũng có kỷ niệm. Thì gia đình bố mẹ đang chờ ở nhà. Thì sân bay hôm nay thì cũng không có đông, không có chật kín người như mọi năm. Tại vì 30-29 là mọi người về hết rồi, thì cũng thoải mái. Thì Thanh Trương thì hôm qua thì hôm 29 đó quý vị, thì Thanh Trương đã bán xong hoa rồi. Cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ Thanh Trương và đến coi các clip của Thanh Trương, theo dõi quá trình buôn bán của Thanh Trương. Và cuối cùng là cũng đã bán hết rồi quý vị. Thì thu lại được thì có, nói chung là nó lỗ gấp 5 lần so với cái tiền vốn. Thì thực ra thì Thanh Trương cũng xin nói luôn với quý vị khán giả là ngày trước là Thanh Trương bán sầu riêng, bán bánh mì, hay là đi bán bánh trung thu, hay là bây giờ là bán hoa, thì chưa bao giờ là Thanh Trương bán cho mình hết á, là đều là Thanh Trương bán của người khác. Nhưng mà dù bán của ai đi nữa thì Thanh Trương vẫn cố gắng hết mình. Thấy hoa nó nằm ế, nằm vật, nằm tựa ở đó, nó nằm, nó chờ chết ở đó, Thanh Trương không chịu được. Cho nên là Thanh Trương mới quyết định là like để bán cho tất cả mọi người. Đó thì cũng mong là cảm ơn quý vị khán giả, là không nhờ quý vị khán giả, không nhờ tổ đãi tổ thương thì chắc có lẽ giờ này đang nằm ở bên cạnh đống hoa rồi, là xung quanh là hoa hết rồi. Đó thì hôm nay thì về quê thì nay nói chung là cũng mệt lắm quý vị, nói không nổi rồi, da là đen hơn nhiều rồi. Đó thì cũng kịp mang về cho bố một cây mai nha quý vị. Đây, cây mai này là cây mai xoắn. Đó thì nói chung mai thì bán chưa có hết quý vị, cũng còn được mấy chục chậu thôi. Nhưng mà thôi, để ông mang về ông chăm sóc lại. Đó thì cây mai này thì mai xoắn này có nụ này quý vị khán giả, có treo này, nhìn nó rất là đẹp. Cái thế này là thế ngã nghiêng, nghiêng nước nghiêng thành nha quý vị. Cái thế này là thế ngã nghiêng, nghiêng nước nghiêng thành nha quý vị. Đó, nhìn đẹp không? Thì nói chung cũng có nụ rồi, chỉ cần về có nắng với có nước là... À, và Thanh Trương thấy hôm nay lần đầu tiên Thanh Trương thấy một cái này hơi lạ này quý vị. Là Thanh Trương muốn mang được cái cây này về xách tay đó quý vị. Thì cái chậu này phải đổ hết đất đi. Chỉ có mỗi mình cây với lại mình túi thì mới được qua cái chỗ an ninh đó quý vị. Nói chung là mang cái mai này về cho bố, bố cũng thích mai lắm. Nhưng mà mai nhỏ thôi chứ mai to mang về không có nổi. Thì... mấy ngày nay ốm vất vả quá để về Tết tĩnh dưỡng cho ba mẹ chăm sóc. Thì Thanh Trương đang ở quầy quán ăn đó quý vị. Ngày trước thì hay quay mấy cái tô phở mà 200-250. Hôm nay lại được ăn một ổ bánh mì. Đây là món ăn đầu tiên mùng 1 Tết và cũng là món ăn đầu tiên của năm. Nhưng mà hy vọng không phải là xông đất rồi mình ăn nguyên một năm ăn bánh mì không nhé quý vị. Nhưng mà ổ này nó có giá trị lên tới 75.000 đồng ấy, chứ không có rẻ đâu. Đó, trong này thì có bò, có kim chi và có dưa leo. Đó, xin mời quý vị cùng thưởng thức đây quý vị. Chắc chai nước các cỡ 20-30.000 nữa. Rồi, xin mời quý vị khán giả nhé. Xin mời quý vị khán giả ăn món ăn đầu tiên của năm 2023. Bánh mì làm khá là ngon, ngọt.
Bao nhiêu tiền? Ngon nhưng mà hơi khô quá quý vị. Con bò. Nói chung là thì tại đồ ở sân bay mà quý vị, cái giá trị của nó giống như kiểu chai nước bán ở sân bay, nó sẽ có giá trị khác hơn là một chai nước bán ở lề đường chẳng hạn. Nó hơn nhau là hơn nhau cái giá trị nha quý vị. Thế một năm qua thì anh Trương đi học đó quý vị, thì cũng không có đi làm gì nhiều hết, thế lại cũng thất nghiệp, tức là mất điện thoại rồi từ lưa tầm lâm từ la thứ trên đời, nó xui dữ nó cứ đến với anh Trương. Nói chung là anh Trương cũng may mong là nó qua cái năm nay đi để nó bớt khổ một chút. Nói chung nói hôm nay mọi người mà sau này mà có công việc á, mình về mùng một Tết nó cũng được, tại vì 30 Tết thì mình nó chen chúc đông đúc á, mình đôi khi mình cũng khó thở. Thì ngày mùng một thì nó chỉ kiểu như mình ngủ dậy cái là đến ngày mùng một là mình bay về cái cũng được mà. Đây quý vị xem này, đó cũng thoải mái hơn. Nói chung thì năm nay cũng may là có quý vị khán giả, chứ không anh Trương không có về quê được. Chưa bao giờ là biết cái cảm giác là ngủ ngoài đường đó quý vị, muỗi nó cắn khắp người luôn mà đen, dâu nó mọc tùm lum. Mà Thanh Dương ngại nhất là phải đi ngã giá với quý vị khán giả. Đúng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Thanh Dương bán nha quý vị. Sau này mà có bán thì mình bán cái gì mà có giá niêm yết á thì nó đỡ hơn là phải đi ngã giá từng đồng. Thôi bây giờ anh Trương ra cửa ăn xong cái này, anh Trương sẽ ra cửa và lên máy bay. Anh Trương sẽ quay lại cho quý vị khán giả xem nha quý vị, coi nhà anh Trương này có cái gì mới không, đổi khác không nha quý vị. Mấy bạn làm nhân viên đây nãy giờ cứ nhìn, có khả năng đẹp trai quá hay sao mà ai cũng nhìn. Đây quý vị khán giả, đây là đường dạ, đây là đường vào nhà Thanh Trương nha quý vị. Đây đó, đó nhà Thanh Trương đó quý vị. Đó, ở đây lại trang trí cũng không có đẹp mấy nha. Đây cần máy cho anh à. Quý vị ơi, bây giờ nhiệt độ hiện tại đang là rơi vào khoảng tầm 26 độ C cho quý vị khán giả. Nhà Thanh Trương đã về đến nhà rồi đây. Xin giới thiệu mọi người, đây là con đường mang tên em. Đó. Đây năm nay là lời đi làm mà lời được mỗi cái mai này tặng bộ. Đây lời được mỗi cái mai này từ Sài Gòn, mang Sài Gòn về lên. Dạ đem đây chứ này con cam mẹ gửi cho con. Quý vị khán giả ơi thì thì đây à, thôi thì cũng cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh đã chở em về. Ôi anh Tùng về luôn. Đây anh hàng xóm với quý vị khán giả. Ôi quý vị khán giả, mời quý vị khán giả vào nhà Thanh Trương. Ôi trời ơi, mấy năm rồi mà sao không cái số nhà mà đem mờ căm này không thấy gì nữa. À quý vị khán giả, 06-202 đường Thanh Trương mà giờ mờ mất rồi. Thôi nhà. Ôi năm nay bố sắm cây mai cây đào này à bố? Mấy trăm này bố? Đẹp quá quý vị ơi. Ở trong Nam thì mọi người thích
chủ yếu là xài mai, chơi mai. Còn ở ngoài Bắc là chơi đào nha quý vị anh em. Đây cái cành đào này là nó cành đào nó màu hồng. Quá trời. Ô, anh Tít. Trời ơi, anh Tít này lớn quá nhờ. Chào quý vị khán giả đây, quý vị khán giả. Chào, nếu mà xem kênh Đình Trường mấy năm là thấy bé Tít này. Chào quý vị khán giả đi. Chào quý vị khán giả. Đúng rồi, này lớn nha. Ui, này quá lớn này. Này Tít học lớp mấy rồi Tít? Học lớp 1, em học lớp 1. Này Tít lên lớp 1 rồi đó quý vị khán giả. Rồi coi, đầu xuân năm mới chúc mẹ dồi dào sức khỏe. Hai năm sau cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, nói chung là bình an, may mắn hơn nha mẹ. Về là ăn Tết với gia đình là mẹ vui. Mấy nay mẹ có coi con bán không? Thương có gì đâu, đôi khi cuộc sống nó phải như vậy mẹ. Nó phải mình phải bươn trái, mình phải cố gắng mới học nhiều điều. Đây quý vị khán giả ơi, thì mời quý vị khán giả vào chơi gọi là sông đất này, sông đất nhà Thanh Chương ngày 1 Tết. Đây có về nhà là thấy tuy là thấy cái khí hậu của biển đang đẹp mà nó ấm cúng. Nó năm nay thì đây, có lục mấy cặp lục bình này, có không biết nữa. Trời nhớ mấy cái này lắm quý vị ơi. Một năm rồi đấy, lúc bạc YouTube này. Một năm rồi đấy. Cái này là Thanh Chương đạt được là 2 năm rồi nhỉ. Dạ. Đẹp quá. Đây. Anh thích ngân hàng 100 triệu. Thích đặt cái gì thì đặt. Đây này, mấy bức ảnh nha quý vị khán giả. Quý vị khán giả nhớ mấy bức ảnh nào. Vẫn là mấy bức ảnh này. Năm nay chắc là phải đi chụp thêm một bộ này ha. Cho em đổi mới chứ. Đây, khách cái nhà không trà thì không nay không trà thì bánh. Xin mời quý vị khán giả dùng trà. Ra đâu rồi chồng? Đây này. Rồi đẹp quá. Hôm nay có ai cũng chơi này. Đã bác đấy, anh em đấy. Là bố bộ đất bố đó như bố. Dạ, tại vì nãy đi sân bay á không cho bắt đất. Không, cái này mai bố phải bố đất, cái này không giống con cá đâu. Bố có tiền đất nước. Cái này bố mấy miếng sỏi à. Cái đẹp á, mai bố cái bố vòng lên cho nó. Bé ơi, chỗ cái loa đấy. Để bàn cái này, để bàn đẹp đây. Để bàn nó cho uống trà nhìn nó sang. Anh còn đang ngắm nghía từ lúc bán rồi, cái này không bán nha, cái này đây phải để dành nhé. Này là hướng dương nha bạn. Quý vị khán giả, cái này là ông ngoài Bắc là hay thích ăn này, thả hướng dương. Đẹp. Đẹp là mẹ đúng không? Đẹp không? Bố ơi, còn cái bật còn bóng điện không? Bật sân sang. Anh ngồi yên chỗ đi Tít. Đây quý vị khán giả, mẹ thấy cây mai này sao? Cây mai là cây mai xoắn. Mai xoắn tự nhiên đúng không? Xoắn tự nhiên, tiền tỷ đó. Đây là cây mai, mai bạc tỷ á. Là mai mốt là mình tưới là bắt đầu mình phụt phụt là hoa nó nở mẹ. Mà về hôm nay ta rét rồi. Dạ, không để sao đâu. Mình chắc mình phải để bóng đèn thôi quý vị chứ. Chứ mà không không có ánh nắng thì nó sẽ không nở. Là mấy giờ? Con đi lúc 3 giờ. 3 giờ chiều. Rồi xong xuống đến nơi là 5 giờ. Là về đến đây 1 tiếng nữa. Qua nay giá thấy gọi điện xuất hiện. Tại vì hôm qua con qua đừng có đi qua đi lại tí, qua nhà bạn, tại vì đón năm mới với nhà bạn với lại mấy ngày nữa quý vị khán giả, thì Thanh Chương với bạn Thanh Chương có mở một quán phở nho nhỏ ở bên quận 7 á, thì mong quý vị khán giả sẽ đến, Thanh Chương sẽ quay và mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Thanh Chương đó. Thì đây ngày năm nay là thấy mới hơn rồi quý vị, có cái bể cá đẹp quá trời. Cái cá này là cá gì đây mẹ? Cá bảy màu.
cho nên tôi làm sao để cho họ đừng tốt của những người thật xấu. Cắt giúp anh. Cắt chết đầu vàng. Đầu rồng. Đầu rồng á. Tốt hơn đây. Đẹp không quý vị, hôm nay được thế này. Anh nhất định phải hứa với tôi sẽ thay đổi chăm sóc cho mình. Đẹp quá trời. Thưa quý vị, thì hôm nay Thanh Trương cũng đã về đến nhà rồi. Và Thanh Trương sẽ ở nhà, Thanh Trương sẽ quay những cái clip cho quý vị khán giả xem, những clip mà ăn cơm gia đình hay là những cái món ăn ở đây đó quý vị khán giả. Đây là bông hoa gì này? Hoa vương. Hoa vương, mẹ đang khoe cái này. Đang khoe là quý vị khán giả ơi, coi cái này này nè. Anh không wow. Tôi không để cho anh chết được. Nhà Thanh Trương thì được cái là rộng nhưng mà đã có gì. Rộng nhưng mà này nội thất em không có gì hết. Này quý vị nói có gì đông mà quên. Có gà, gà luộc. Gà luộc với giò. Ngon lắm. À đẹp không? Đây, đây quay bé lên cái nha. Đây. Hai quý vị khán giả ơi, đây là bé Tuyết Linh. Năm nay thì Tuyết Linh đã lên đại học rồi quý vị khán giả. Em đang học tại trường nào Linh? Em đang học tại trường Kinh tế Quốc dân. Kinh tế Quốc dân à? Khoa ngôn ngữ Anh à? Em giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh coi nào. Hello. Hello. Hello, dân nói đi nhà mình. Hello. Hello. My name is Jasmine. How are you? And you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Đó là Linh đang học ở Hà Nội nha quý vị khán giả. À, mới ngày nào mà giờ nó lớn rồi. Lớn quá giờ lớn rồi đó. Mới ngày nào mà cái ảnh kia là giờ nó đây rồi. Khác quá ngoài. Khác ảnh hơn. Không biết à. Cũng già dặn hơn, trưởng thành hơn. Thôi đầu xuân năm mới em chúc quý vị khán giả đi. Xin kính chào quý vị khán giả của kênh anh Trần Thanh Trương ạ. Thì năm mới thì em cũng xin chúc toàn thể quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Văn chương lai láng nhỉ. Chúc là một năm mới rất là vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. À. Ê, bố qua đây bố chúc quý vị khán giả, bố chắc bố cũng một năm không được lên kênh con đúng không? Nhưng bố chúc năm mới, bố chúc khán giả yêu thích Trần Thanh Trương là mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Dạ thôi, dạ con cảm ơn bố. Đó, đây mẹ, mẹ chúc quý vị khán giả đi mẹ ơi. Năm mới chúc quý vị khán giả của Trần Thanh Trương một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Đó. Nhất là bố của Thanh Trương, con tặng quà đẹp nhất, ưng nhất. Còn một chai rượu vang nữa, nhưng mà để mai khui nhá quý vị khán giả. Quý vị ơi, thì Thanh Trương đang định xuống nhà bà quay thì bà đây lên đây rồi. Đây, một năm rồi cũng không gặp bà, với lại một năm rồi bà không lên kênh YouTube của cháu đâu bà. Bà chào quý vị khán giả đi bà. Chào quý vị khán giả. Đây là bà nội của Thanh Trương nha quý vị khán giả. Khỏe mạnh, tháng năm làm ăn không khá. Đúng quý vị khán giả, là một năm rồi mới gặp bà. Cũng tính coi bé. Thì một năm rồi mới gặp bà mà tóc bà đã bạc đi nhiều. Áo cũng sờn vai nhiều. Và cũng có vàng điêu nữa. Một điều mới nhưng mà nói chung là điêu đẹp. Bà đều đẹp quá bà. Sao bà thấy cháu ăn hoàn sao? Thấy giỏi không? Giỏi nhưng mà thương hại cháu là mà vất vả. Rồi nhưng mà bữa nay bà xem cái anh ấy lại còn thương hại nữa đi. Cả một ô tô là vứt đi hết. Một ô tô là đổ đi hết luôn. Đổ điều anh là về làm phân sau này. Ý là người ta mang về người ta ủ lại rồi người ta sẽ làm phân bón, người ta phân bón hữu cơ, người ta đi trồng cây trồng cánh đúng không? Anh Hương Dừa đến muộn quá. Bà coi clip của anh Hương Dừa. Nói chung là năm nay là cháu là lúc cái bữa tối hôm đó là thực sự là để kể cho quý vị khán giả nghe. Thì bữa hôm đó thì anh Dương có quay lại clip rồi cũng kêu mọi ủng hộ cháu thì rồi với lại nói chung có một cái nó
kiểu như nó hơi tâm linh tí nha quý vị. Thanh Trương nói thật là có một cái chú đó, thì chú nó chở một bé đi nữa mà nhìn nghèo khổ lắm. Rồi cứ nhìn cái cây mai của cháu, cái cây mai nhỏ mà cháu có mang về tặng của cháu đó, cứ nhìn rồi xong cháu bảo là mua đi anh, xong nói là không có tiền, mà lúc đó nhìn kiểu như tiều tụy mà khổ lắm. Xong cháu bảo là nếu mà không mua được thì con tặng con cho. Thì tặng xong thì bảo là thật không thì không tin á, thì cứ tặng xong bảo là không tin, xong bảo là con tặng thiệt, tặng xong chú nó trả tiền, trả 60.000 nhưng mà không lấy. Rồi xong lại mua mấy cái bánh dẻo á quý vị, bánh quy, bánh dẻo mang lại tặng anh Trương mà anh Trương cũng không lấy. Xong chú nói là tốt quá, chú nói cái này chú nói là lấy 3 cây nhang thắp ở giữa cái văn hoa, đây cho văn hoa là thắp ở giữa, là bình thường ta thắp hai bên thôi, bây giờ thắp ở giữa. Từ cái lúc đó đi là mọi người đến rất là đông, và cũng với cộng với cái chuyện là mình cũng giảm giá đó quý vị, giảm giá mà bà thấy gần cuối có hai chậu hoa mà 40, hai chậu hoa bằng 4 ổ bánh mì bằng hai chậu hoa to mà đẹp đúng không mà. Thì cũng nói chung là cũng may, cũng phụ giúp cái anh kia nhưng mà cũng lỗ, nhưng mà thôi không sao, còn hơn là mấy mang đi đổ hay là mang đi xuống sông xuống bể hết. Tao cũng là dĩa mà ai 40.000 mà lại 40.000 này. Tao cũng là gà, tao quay hết, tao cũng là khôi thì khổ cháu là một. Vì cái anh mà bán mai bán cái gì đó còn đầy lên nhiều lắm. Nói chung đúng là tiểu thương ở đó là bây giờ người bán ở đó là kiểu như người ta mang về cũng không được, tại vì mang về lại phải tốn cái phí vận chuyển nữa, mà chặt vứt bỏ thì chỉ gọi là cái cơn tức ban đầu thôi, chứ còn sau mình cũng là người thiệt mà, chứ ai thiệt đâu. Xong rồi còn phải tốn chi phí dọn rác nữa, nói chung là trên hình thôi. Nói chung là cháu nay cháu cũng không, từ nay về sau cháu cũng không có bán nữa. Ồ, cháu cũng sợ đến già rồi. Quý vị ơi, thì nãy đang quay thì bị sập nguồn á, thì thôi thì những cái mà Thanh Trương vừa trải qua thì nó cũng là cái kinh nghiệm, cái để cho mình tích lũy được những cái kiến thức để sau này mà mình có lập gia đình hay là sống sau này mình có buôn bán kinh doanh gì thì mình còn biết, mình hiểu. Thì bây giờ Thanh Trương cũng đã về đến quê rồi, coi như là ở nhà ăn Tết đó quý vị. Thì đến đây cũng dài rồi, thì xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những clip tiếp theo nha. Dáng quay những cái món ăn, nay cho quay món ăn hay cái gì để giới thiệu cho quý vị khán giả cùng xem luôn. Đó, bà ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.